học sửa chữa ô tô sẽ có chi phí như thế nào? Nếu bạn thuê thiết bị ở ngoài để học thực hành, chi phí sẽ lên đến hơn 1 triệu đồng trên một ngày. Có rất nhiều học viên khi đến với dạy nghề Thanh Xuân, bên cạnh niềm khát khao cháy bỏng với nghề sửa chữa ô tô thì các bạn đều chia sẻ nỗi lo của mình về học phí. Với kinh nghiệm lâu năm trong vấn đề đào tạo về nghề sửa chữa ô tô, dạy nghề Thanh Xuân rất hiểu nỗi lo của các bạn học viên. Với những gia đình có điều kiện kinh tế tốt, học phí 50 triệu hay 100 triệu có khi vẫn là rẻ. Tuy nhiên, với những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thì học phí 10 triệu có khi vẫn lại là đắt. Vậy đắt hay rẻ thì liệu có quan trọng bằng việc học phí bạn bỏ ra tương xứng với những gì bạn thu về? Chi phí học nghề tại dạy nghề Thanh Xuân đã bao gồm tất cả tiền tài liệu, tiền học trong toàn bộ quá trình học thực hành, rèn luyện tay nghề mỗi ngày tại trường. Hàng ngày, các học viên của dạy nghề Thanh Xuân được học 2 buổi. Buổi sáng sẽ bắt đầu từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Như vậy, học phí này đã bao gồm thời gian mỗi ngày các bạn được học thực hành 7 đến 8 tiếng trực tiếp trên các thiết bị xe sống ở tại trường. Thử hỏi nếu mức học phí của bạn được giảm đi một nửa, nhưng thời gian thực hành của bạn cũng giảm đi một nửa, thì liệu bạn có thành nghề được không? Phương pháp đào tạo tại dạy nghề Thanh Xuân là các học viên sẽ được chia theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ bao gồm từ 5 đến 7 học viên. Việc học theo nhóm sẽ giúp học viên được học nhiều nội dung một cách chuyên sâu, giúp giảng viên bám sát chất lượng học cũng như tay nghề của từng học viên. Học chưa vững, các học viên sẽ được học lại miễn phí. Học nghề sửa chữa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân được chia thành nhiều khóa học khác nhau để đáp ứng được đủ và đúng nhu cầu của học viên. Khi bạn đăng ký học càng nhiều phần, học phí của bạn sẽ càng rẻ. Khóa học chuyên sửa chữa điện ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân hiện nay có thời gian trung bình là từ 6 đến 8 tháng. Mức học phí mới nhất của trường là 29 triệu 650 nghìn đồng. Nghề sửa điện ô tô là một trong rất nhiều nghề thuộc hệ thống nghề của sửa chữa ô tô. Các thợ sửa chữa điện ô tô có nhiệm vụ chính là xử lý, khắc phục toàn bộ hệ thống điện xe ô tô một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Trong phần điện ô tô, các học viên sẽ được học hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu, nguyên lý làm việc, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra các mạch điện cảm biến, tín hiệu mạch phun xăng điện tử, mạch điện báo từ, phương pháp đọc mã lỗi, kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp của các hệ thống phun xăng điện tử, các cảm biến trên động cơ có báo tín hiệu về ECU, cảm biến bướm ga, cảm biến chân không, cảm biến nhiệt độ gió, motor bước, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến vòng quay trục cơ, cảm biến tiếng gõ động cơ, cảm biến tiếng gõ trục cam. Khóa học chuyên về máy gầm tại dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang có thời gian đào tạo trung bình từ 6 đến 8 tháng. Mức học phí mới nhất hiện tại đang là 29 triệu 650 nghìn đồng. Khóa học máy gầm ô tô đang là một trong những khóa học đông đảo các bạn học viên nhất tại dạy nghề Thanh Xuân. Đơn giản vì nhu cầu lớn mà lương lại cao. Học máy gầm ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân được chia thành hai phần, phần gầm và phần động cơ. Phần gầm ô tô, học viên sẽ được học tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết thuộc hệ thống treo lái, phanh, chuyển lực, hệ thống lái, hệ thống phanh. Phần động cơ, các học viên sẽ được học tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu phối khí, hệ thống thân máy, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, hệ thống bôi trơn, hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng, dùng chế hỏa khí, tháo lắp sửa chữa động cơ diesel. Khóa học chuyên về nội thất ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang có thời gian học trung bình từ 6 đến 8 tháng. Mức học phí mới nhất đang là 29 triệu 650 nghìn đồng. Nghề nội thất ô tô là nghề không còn xa lạ với chúng ta hiện nay. Khi nói đến nghề này, nhiều người nghĩ ngay đến việc học viên sẽ học bọc da, lót sàn. Tuy nhiên đó chỉ là một phần của nghề. Nghề nội thất ô tô còn bao gồm nhiều phần khác nhau như dàn kính cách nhiệt, hệ thống điện trên ô tô, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống âm thanh, radio, camera, cam 360, cam lùi, màn hình LED. Khóa học chuyên về điều hòa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang có thời gian học trung bình từ 6 đến 8 tháng. Mức học phí mới nhất đang là 29 triệu 650 nghìn đồng. Khóa học điều hòa ô tô, học sinh sẽ được học chuyên sâu lắp ráp, đo đạc, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh các loại xe hiện đại đời mới, nạp ga, phương pháp thu hồi ga bằng công nghệ tiên tiến của các hãng. Ngoài ra, các bạn cũng có thêm nhiều sự lựa chọn khác với các khóa học kết hợp giữa 2 và 3 nội dung khác nhau. Khóa học kết hợp giữa điện ô tô và nội thất ô tô có thời gian học trung bình từ 8 đến 10 tháng, học phí mới nhất là 32 triệu 650 nghìn đồng. Khóa học kết hợp giữa điện ô tô và máy gầm ô tô có thời gian học trung bình từ 8 đến 10 tháng, học phí mới nhất đang là 32 triệu 650 nghìn đồng. Khóa học kết hợp giữa điện ô tô và điều hòa ô tô học từ 8 đến 10 tháng, học phí đang là 32 triệu 650 nghìn đồng. Khóa học kết hợp giữa điện ô tô, máy gầm ô tô và điều hòa ô tô với thời gian học là 12 tháng, học phí mới nhất hiện đang là 48 triệu 650 nghìn đồng. Em giới thiệu một chút về bản thân em với mọi người đang xem video nhé. Chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Huy Hoàng, em đến từ thành phố Nam Định. Hiện tại thì em đang theo học nghề sửa chữa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân. Sau khi có một thời gian trải nghiệm chương trình học tại dạy nghề Thanh Xuân thì em thấy môi trường dạy nghề Thanh Xuân là một môi trường như thế nào? Môi trường dạy nghề Thanh Xuân là một môi trường rất tốt. Tất cả những thầy cô giáo ở đây rất tận tâm, tận tình với học viên. Và tất cả những các bạn học viên mà học cùng rất là vui vẻ, hòa đồng. Và cũng giúp đỡ nhau trong cái công việc học tập rất là nhiều.
Và trang thiết bị ở đây thì em thấy cũng ổn, vì tất cả những cái loại xe hoặc là những cái mà ở trong trường ấy thì sẽ sau này ra ngoài thì bọn em cũng sẽ phải va vấp nó rất là nhiều. Em có dự định là sau khi học xong ở tại trường thì sẽ đi làm ở đâu chưa? Em hiện tại thì bây giờ chỉ cần tập trung vào học để có một cái tay nghề tốt thôi, còn sau này công việc thì sẽ có trường dạy nghề Thanh Xuân giúp đỡ học viên bọn em rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về mức học phí mới nhất của nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Nếu như các bạn vẫn còn băn khoăn nào về khóa học nghề sửa chữa ô tô hay cần thông tin về lịch khai giảng, vui lòng liên hệ qua số hotline 0961677446 để được tư vấn nhanh nhất và chính xác nhất. Và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Bảo Ngọc nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.